Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai, có thông báo chương trình tụng chú Dược Sư và chú Chuẩn Đề để hồi hướng công đức cho một số Phật tử đang trong tình trạng bệnh tật, không biết nương nhờ phước lực nơi đâu để giải trừ nghiệp chướng. Cho nên nương vào 12 quyển lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Tôi xin nhắc lại, hôm nay là ngày 29 tháng 3, lúc 11 giờ, tôi đã có lời thỉnh cầu quý tăng ni và cư sĩ trong hệ thống chùa Tòng Quyên cũng vào để mà tổng trì thần chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn và chú Chuẩn Đề để hồi hướng cho bốn Phật tử sau đây. Con xin dâng sớ cầu an cho Phật tử Christine Phan, pháp danh Trơn Hiền Đức, sanh ngày 8 tháng 12 1963, đang bị bệnh nan y. Thứ hai, Phật tử Ngô Xuân Đức, pháp danh Quyên Nhơn, sanh ngày 10 tháng 1 1942, đang bị thương nằm trong bệnh viện. Thứ ba, Phật tử Trần Trọng Thuyên, sanh ngày 24 tháng 5 năm Canh Thìn nhằm năm 1939, đang bị té và nằm tại bệnh viện ở bên tiểu bang Colorado. Gia đình Phật tử Nguyên Thiều dâng sớ cầu an. Và con xin hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Phương Minh, pháp danh Chơn Nguyên Chương, sanh ngày 11 tháng 12 năm 1966 nhằm năm Bính Ngọ, đang bị bệnh nan y. Nhờ huyền lực của Đức Dược Sư khiến bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Trong cái chuyện chương trình trì tụng tiếng Phạn này thì tôi nhắc lại là tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì ở trong này đó, cái chú Dược Sư tiếng Phạn đó mà các sư tụng đó, thì nó có cái âm là Nam Mô Bhagavate Vaisacha Guru Vairuja Brahma Rachaya, thì tụng đúng Tathagataya Arahate, nhưng mà quý vị tụng tới cái chữ Ara, chữ H không có tụng, tụng qua Arate. Chữ HT này nó là cái âm âm kêu là cái âm câm, thành Tathagataya Arahate thì nó không có mát với các sư, mà phải tụng là Arate. Rồi còn tất cả là đều đúng hết, Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacha Samukkadesoha. Cho nên tôi tụng này là tôi lấy cái thần chú Dược Sư Nguyên Thủy, còn cái bài chú mà Vaisacha người ta phổ nhạc, cái đó là tâm chú của Dược Sư. Quý vị nhớ chúng ta tụng là bỏ cái chữ H, tụng như là âm câm đó nha. Tôi nhắc lại quý vị, gần đây thấy Phật tử bệnh hoạn thì lúc còn khỏe thì không có chịu trì chú Dược Sư, cũng như không có được làm lễ Quán Đảnh, cho nên đến lúc mà nước tới chân nhảy thì nó hầu như nó phải nhờ tới cái lực của đại chúng. Cho nên vào cái tháng 7 này, tôi cho biết luôn là khoảng chừng từ 15 tháng 7 Tây đó, năm nay đó bắt đầu ngày cái tuần lễ mà bắt đầu là 15 Tây tháng 7 năm 2023, tại Youth Center chúng tôi sẽ có phát tu khoảng chừng 5 ngày để mà tôi làm lễ Quán Đảnh chú Dược Sư, như tôi dạy cách hành trì. Chú Dược Sư mà không có được Quán Đảnh, không có trì cách hành trì thì quý vị cũng khó mà đạt được cái đạo đạo lực lắm. Rồi, cho nên năm nay tôi sẽ có cái chương trình để những người nào đang bị bệnh nan y, không gặp thầy, không gặp thuốc, thì sau đó sẽ ghi danh để về để tham dự cái pháp tu Dược Sư Quán Đảnh trong mùa hè năm nay. Rồi, trong thời gian đó chúng ta sẽ trì bốn lời chú: Dược Sư Quán Đảnh, Phật Đản Tôn Thắng, Tỳ Lư Quán Đảnh và chú Chuẩn Đề. Và tôi sẽ có những cái chú mà tôi sẽ nói sau này, tôi sẽ tương tự, tôi sẽ dạy cách trì chú coi như giảng sanh quyết định chân ngôn.
Và cuối cùng hết rồi đó, khi mà trong đại bi thập chú đó, thì tôi cũng dạy luôn, đi hết cái ngũ bộ chú rồi đó, rồi đi qua tới thập chú, rồi sau đó tới cái chú lâm nghiêm là cái chú sập cùng hết. Thì quý vị người nào bị bệnh tật thì nhớ khóa tu năm nay về có 5 ngày để mà tự mình sám hối, nhận lễ quán đảnh, rồi mình trì chú, thì nó sẽ tự mình có thể để mà giải quyết vấn đề bệnh của mình, chứ không có chờ nước tới chân mới nhảy thì nó trễ rồi. Dạ. Bây giờ quý vị giữ lòng thanh tịnh, chuẩn bị tụng thần chú Dược Sư Quán Đảnh Tiếng Phạn 108 biến, rồi sau đó chúng ta tụng 21 biến chú chuẩn đề để mà giải trừ báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng cho bốn vị Phật tử mà tôi vừa xướng danh. Thứ nhất là Christine Phan, pháp danh Trơn Hiền Đức, sinh ngày 8 tháng 12 1963. Thứ hai là Phật tử Ngô Xuân Đức, pháp danh Nguyên Nhơn, sinh ngày 10 tháng 1 1942. Thứ ba là Phật tử Trần Trọng Thuyên, sinh ngày 24 tháng 5 năm Canh Thìn 1939, Phật tử Nguyên Thiều, gia đình Phật tử Nguyên Thiều ở Colorado, dân xứ Cầu An. Và thứ tư là Phật tử Nguyễn Phương Minh, pháp danh Trơn Nguyên Chương, sinh ngày 11 tháng 12 1966, năm Bính Ngọ. Đó là bốn vị. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay con tỳ kheo Thích Thông Lai nương vào 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tổng trì cùng đại chúng thần chủ Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn Phạn Âm 108 biến, nguyện hồi hương công đức này giải trừ nghiệp chướng, bao chướng, phiền não chướng cho tứ vị Phật tử và những vị tổng trì online cùng với tỳ kheo Thích Thông Lai. Ở Ta Bà này có rất nhiều bệnh tật, mà trong đó có 18 loại bệnh nan y. Chúng sanh nào không gặp thầy, không gặp thuốc, không biết nương nhờ quyền lực nào, phước lực nào để được giải trừ nghiệp chướng, chúng con hướng về hướng đông cõi Nam Diễn Phù Đề, nương vào quyền lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhờ quyền lực của Ngài khiến cho bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Cũng hướng về các Phật tử cộng tu tổng trì thần chủ Dược Sư cùng với con, có cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc đang bị nghiệp chướng, bao chướng, phiền não chướng, nhờ công đức cộng tu này khiến được bệnh tật bình an, thân tâm thường lạc. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Quý vị nhớ tụng tới cái chữ mà HT thì quý vị chỉ đọc chữ ra T thôi, chứ không có HT, tức là ra HT thì không có đọc chữ H, bỏ cái chữ H đi, đọc âm.
Sambuddha Ke Swaha Namo Bhagavate.
Bye.
biến chú dược sư quán đảnh rồi, bây giờ thầy chuẩn bị để tụng 21 biến chú chuyển đề quý vị. Sa na sa nya sa.
Oh.
chúng ta đã tụng trên 21 biến rồi. Sư phụ sẽ bấm ngưng cái clip này và sau đó sư phụ sang cái clip mới là sư phụ sẽ trả lời những câu hỏi về Phật Pháp. Xin mời quý vị nghe nha. Bây giờ tôi tạm ngưng cái clip này là cái clip mà tụng chú Dược Sư, chú chuyển đề cho bốn vị Phật tử đang cần sự mà dân sớ cầu an là Ristin Phan, pháp danh Trơn Hiền Đức, Ngô Xuân Đức, pháp danh Nguyên Nhân, Trần Trọng Thiên, pháp danh Nguyên, sanh ngày 24 tháng 5 năm Canh Thìn, và Nguyễn Phương Minh, pháp danh Trơn Nguyên Chương, được sự gia hộ của Đức Dược Sư khiến cho bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Sau đó thầy sẽ tiếp tục coi như chương trình giảng pháp để mà trả lời những câu hỏi mà còn tồn động. Xin mời quý vị, tôi tắt cái phần này và tôi sẽ vô trở lại liền nha quý vị.